anh chở luật sư Tức Ngọc dốt thế này thế kia, em bức xúc nha. Luật sư Tức Ngọc thần tượng của em nha cô chú anh chị. Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha, kênh anh Tin Ba Miền và cũng như là kênh anh Tăng Mập 79 TV. Quay trở lại với cái video này, em xin phép chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình và cũng như là cập nhật một vài thông tin gửi đến cả nhà mình ha. Cả nhà cũng biết rồi, ngày hôm qua thì chị Ni cùng với chị Loan đã có một chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội để xử lý vụ việc đòi lại hình ảnh của cố nghệ sĩ hay cả nhà. Hình ảnh của cố nghệ sĩ là hình ảnh của ba Hồng Loan, thì bây giờ con thì chắc chắn là phải sử dụng cái hình ảnh của ba rồi, đúng không cô chú anh chị? Không để cho cái người khác họ và cũng như nhờ những người lấy hình ảnh làm những việc xấu, làm những việc sằng bậy hay quý cô chú anh chị. Hồng Loan và Hồng Ni đã có chuyến bay đáp ra sân bay Hà Nội ngày hôm qua, thì em cũng xin chia sẻ lại cả nhà. Những thông tin trước thì em chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình cập nhật rồi, thì bây giờ em xin chia lại, em mới được cập nhật được một thông tin, đó là cái phiên tòa của vụ BH thì ngày mai mới xử ha quý cô chú anh chị. Bắt đầu thì ngày mai xử ha, chị Hồng Loan và Hồng Ni ra trước một ngày, ngày mai mới xử. Rồi quay trở lại với cái câu chuyện mà em muốn chia sẻ đến cả nhà mình đó, là luật sư Tức Ngọc có lên chia sẻ một bài viết, thì em để em đọc lại cái bài viết này để cô chú anh chị mình có dễ hình dung hơn và cũng thể dễ nắm bắt hơn về cái thông tin. Rồi sau đó thì em sẽ chia sẻ một cái bài viết mà cái người này đã lên phản tố lại cái bài viết của chị luật sư Tức Ngọc nha. Luật sư Tức Ngọc có nói như thế này nè cả nhà: sáng nay nó tiên liệu là đi tòa để hòa giải nên quyết định thả tóc cho dịu dàng xíu, ai dè đến tòa gặp anh luật sư ở bển, về ảnh lạnh lùng phán một câu luật sư không được phép tiên liệu, thiệt hại nên con nhỏ nghẹn ngào tóc mồ hôi hột, đầu tóc bù xù tột mo, hi hi hi. Hoảng tòa thôi kệ, giữ phong độ, còn đi tòa chiều nay và tối còn bay hàng nghìn km đó cô chú anh chị. Thì trong cái bài viết này của luật sư Tức Ngọc á, chị có nói á, luật sư không được phép tiên liệu, thiệt hại đó. Thì có một anh gọi là, em tạm gọi anh đó là anh Giang Mai ha cả nhà, ai gọi gì gọi nhưng mà em gọi anh Giang Mai. Anh Giang Mai ở nhà rình mò và cũng như là coi thông tin để ảnh lên ảnh phản tố, ảnh dùng những lời lẽ của ảnh để ảnh phản tố và ảnh tìm những cái view, cái like trên không gian mạng của chú anh chị. Nói chung á, anh này thì ảnh cũng không có được gì, gọi là quay xe thôi của chú anh chị. Ngày trước thì đến ủng hộ nhưng mà người ta đó thì biết được cái bộ mặt của ảnh như thế nào, cuối cùng thì cũng gọi là quay xe. Nói chung là chẳng qua là kiếm thông tin thôi, kiếm thông tin để làm việc trên không gian mạng thôi của chú anh chị ha. Rồi anh, có lẽ là anh cũng gọi là hay, giỏi, tài ba vậy, anh cho rằng cái gì anh cũng biết, cái gì anh cũng hay, cái gì anh cũng giỏi. Thì anh có chia sẻ và phản tố với lại cái lời nói của luật sư Tức Ngọc như thế này nè: luật sư người ta nói đúng đó, luật sư Facebook á, không được phép tiên liệu, thiệt hại chứng minh là phải có bằng hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, dốt còn khoe. Anh chửi, anh nói luật sư Tức Ngọc với cô chú anh chị. Nhưng mà thật chất á, em nói cô chú anh chị mình như thế này: người ta dốt nhưng mà người ta lại được đứng trong hàng ngũ của đoàn luật sư. Thì có một khán giả, có một người yêu thương ủng hộ chị luật sư Tức Ngọc và chia sẻ và phản tố lại anh Giang Mai như thế này ha cả nhà, và nói lại với anh Giang Mai và cũng như là dạy dỗ anh Giang Mai như thế này: người ta dốt nên không những hành nghề mà còn giảng dạy và đào tạo luật sư cho thế hệ tương lai của đất nước, trong danh sách luật sư đoàn có thứ hạng và ai cũng quý mến. Còn cái người mà gọi là luật sư mỏ lết đó của mày chỉ là làm miễn phí và thiện nguyện, nên tao tìm mãi mà vẫn đéo thấy được cái tên trong cái đoàn cái hội của luật sư. Còn mày thuộc loại khôn nên mày chọn cách bán nước bọt trên mạng cho cái phở bò kiếm thêm thu nhập, chưa kể là giả danh cái bọc bán hàng làm từ thiện. Tính mày thuộc loại gian mai lắm nên ai nấy cũng chơi hết, ngoại trừ cái thằng sửa ống nước giùm vợ mày thì chưa thấy mày chơi nó bao giờ. Bởi người ta nói người khôn ăn nói nửa chừng, để cho chó dại nó mừng mà sổ thêm. À, mày cứ tiếp tục và phát huy khi găng cổ còn có thể đi nhé, thời gian chắc cũng không cho mày được lâu đâu à. Đó cô chú anh chị, phải nói là cái chị gái này á, chị chia sẻ một cái bài viết cũng khá là hay, theo như em á, là cũng khá là hay. Chị có phân tích rõ ràng, cái anh Giang Mai nè nói luật sư Tức Ngọc á, dốt mà còn khoe, chưa biết ai dốt hơn ai. Người ta dốt mà người ta làm luật sư, người ta đứng trong cái hàng ngũ của đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh và cũng như là tiếp nhận những vụ án và những cái hồ sơ tranh chấp rất là lớn và có tiếng tăm, có tầm cỡ ha quý cô chú anh chị. Chị luật sư Tức Ngọc được gọi là tham gia và cũng như là bảo vệ Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ, thì cô chú anh chị mình cũng thấy rồi, rất là nhiệt tình, rất là quý
và bên cạnh đó là chị hết mình. Ngày xưa thì cô chú anh chị mình biết không, đối với chị Hồng Loan á thì chị Tuyết Ngọc coi như là giữa luật sư và thân chủ, còn bây giờ thì cả nhà mình cũng thấy rồi, tình cảm nó không có một cái rào cản nữa rồi, coi như là xóa bỏ cái rào cản đó đi, coi như là chị em trong gia đình luôn, cả nhà rất là yêu thương lẫn nhau, yêu mến lẫn nhau cô chú anh chị, không có còn gọi là luật sư và thân chủ nữa. Tại vì sao? Vì trong cái công việc á, nó còn có tình có nghĩa, còn có cái gọi là cái đạo lý, cái đạo đức nữa cô chú anh chị. Luật sư làm luật sư thấy là phía bên kia họ tranh giành một cách vô lý, thì bây giờ luật sư sẽ cố gắng hết mình, cho dù có như thế nào thì cũng vẫn bên cạnh và ủng hộ, bảo vệ và cũng như là tư vấn nhiệt tình cho chị Hồng Loan hết mình luôn cô chú anh chị ha. Phải nói là chị luật sư Tuyết Ngọc là một người em thấy rất là dễ thương, dễ mến, dễ gần, và cũng như là ngoại hình giờ người ta gọi là dễ nhìn nữa cả nhà, phúc hậu đó. Khi mà chị ngoài cái công việc của chị là bảo vệ thân chủ ra thì chị còn có giảng dạy và đào tạo cho các thế hệ trẻ tương lai cho đất nước, những cái vị luật sư trẻ sau này của chú anh chị khi mà bước vào trường luật đâu phải dễ đâu cả nhà. Khi đã làm một luật sư đứng lên mà gọi là bào chữa hay là như thế nào đó, gọi là cho thân chủ của mình đó, thì cô chú anh chị mình biết rồi, phải trải qua rất là nhiều gian nan và cũng như là học thức rất là uyên thâm, sâu rộng, hiểu biết rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì không phải là học ở trên trường, trên lớp, mà học ở ngoài xã hội, học những cái đạo đức của xã hội. Bên cạnh đó thì cô chú anh chị biết ngày nào cũng phải đọc sách, ngày nào cũng phải học luật. Tại vì luật á, là học luật nó thay đổi cô chú anh chị, những cái bộ luật nó thay đổi theo năm, theo ngày, theo tháng gì đó. Còn bên cạnh đó thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, luật sư á, là phải hiểu, và cái cuốn sách luật nó rất là dày. Mà cái thằng cái anh Giang Mai này nè, ảnh nói dốt mà còn khoe, chưa biết ai dốt hơn ai. Ngày xưa thì ảnh nghe đồn là ảnh cũng có làm trong ngành, trong nghề gì đó, nhưng mà không biết cái nghề của ảnh làm cái gì. Nhưng mà ảnh, em thấy ảnh đứng trước cái vạch trước tòa đó, ảnh đứng trước tòa, nghe nói là ảnh bị treo ở cả nhà, bị treo gì đó, cấm xuất cảnh, cấm đi ra khỏi khu vực địa phương gì đó. Nói chung là ảnh chỉ ở nhà, chỉ bán nước bọt và hao tốn nước bọt trên không gian mạng thôi, chứ ảnh cũng không làm được gì. Mỗi lần là có cái gì rục rịch là ảnh đều lên ảnh rình, ảnh mò và ảnh tìm kiếm những thông tin để ảnh phản pháo, ảnh tỏ vẻ là ảnh cái gì cũng biết, ta đây là giỏi ha. Đó là anh đối với anh Giang Mai. Ai gọi anh là cái gì gọi em biết, em gọi anh Giang Mai của chú anh chị. Giang Mai, cái bệnh này nó khó chữa lắm, nó lâu hết lắm, nhưng mà tới khi một khi mà nếu mà ai chữa được và ai có phương cách gọi là có những cái loại thuốc đặc biệt đó, chữa là tận gốc luôn, là diệt tận gốc luôn luôn của chú anh chị. Và bên cạnh đó thì chỉ có cái anh gì ta, cái anh sửa ống nước á, cái anh sửa ống nước cho vợ anh á, thì may ra mới chữa được cho anh. Ở trong cái bài viết này của cái chị gái này cũng có nói nè, có nói cái câu á là ngoại trừ cái thằng sửa ống nước giùm vợ mày thì chưa thấy mày chơi nó bao giờ. Chắc có lẽ là sửa ống nước cho vợ sửa hay, sửa giỏi nên không có chơi ha cô chú anh chị ha. Rồi đó là cái những cái gì mà em muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Tại vì em thấy bức xúc quá, luật sư Tuyết Ngọc mà nó chơi người ta dốt, chơi người ta ngu thế này thế kia, dốt ngu coi chừng có ngày ấy nha. Luật sư là một người gọi là đại diện cho pháp lý, đại diện cho pháp luật, đứng ra giải quyết ha, đứng ra giải quyết mà nói như vậy thì thật sự mà nó là quá đáng. Ngày mai ha cả nhà, ngày mai là ngày Hồng Loan sẽ chạm mặt với bé Gia ở tòa án ở Hà Nội, và cũng như là sẽ có mặt với BH và sẽ giành lại cái hình ảnh của cố nghệ sĩ. Bây giờ nếu ngày mai mà bé Gia mà vắng mặt theo quý cô chú anh chị thì tòa án sẽ xử luôn, họ sẽ xử luôn, và quyền hình ảnh cũng như là tất cả những cái danh dự của Hồng Loan sẽ được lấy về. Và cũng cảnh báo luôn với những cái phía bên kia, những phía mà ở trong bóng tối đó, mà những phía mà chống đối và cũng như là xuyên tạc Hồng Loan và cũng như là gia đình cố nghệ sĩ đó, thì nhanh chóng không nên sử dụng những hình ảnh của cố nghệ sĩ nữa, vì nếu mà sử dụng hình ảnh của cố nghệ sĩ nữa thì sẽ vi phạm nha. Nhắc trước để ngày mai mà khi có tòa mà đóng dấu cái kịch rồi phán rồi, lúc đó là đã muộn rồi. Bây giờ mình hãy tranh thủ nhanh đi, ai còn sử dụng mà nói xấu gì đó cố gắng mà tẩu tán phi tan cho nó nhanh ha, chứ không thôi ngày mai là muộn màng, là lúc đó là hối hận nha quý cô chú anh chị. Đó là những chia sẻ mà của em vào buổi trưa hôm nay. Và một thông tin em nhắc lại, ngày mai nha cả nhà, Hồng Loan sẽ chạm mặt với bé Gia ở Hà Nội.
Phải nói là trong cái chuyến đi lần này em thương nhất là chị Ni. Nhắc tới chị Ni thì em chia sẻ lại, ngày hôm qua thì chị Ni sốt của chú anh chị. Không biết hôm nay thì chị Ni hết sốt chưa, nhưng mà chị Ni hôm qua sốt nhưng mà vẫn cố gắng đi cùng với lại chị Hồng Loan lên máy bay và cũng như là bay ra Hà Nội để giải quyết mọi chuyện. À, còn một chuyện nữa em chia sẻ với cả nhà mình luôn, về cái vấn đề là cọt xèo. Cọt xèo nói về cái vụ ở nhờ đòi nhà đó, và cũng như là bà này là một cái bà mà gọi là không có danh chánh ngôn thuận, mà bà lên bà một cũng anh năm, tiếng thứ hai cũng anh năm, mà tiếng thứ ba cũng anh năm của chú anh chị. Bà nói mà bà không biết ngượng, bầm bầm cũng đã nói rồi, bà này là cái bà mà không danh chính, không có ngôn thuận, mà anh năm anh gì đâu có ai chấp nhận đâu. Thậm chí bà nội của bầm bầm còn không chấp nhận thì bà thì ai. Nếu mà theo như em thì em cũng đã chia sẻ rồi, ở dưới quê em gọi á, mấy cái người mà danh chính không có danh chính ngôn thuận á, người ta gọi là đi theo đó, mà nói nặng nề hơn gọi là theo trai đó, cô chú anh chị, bỏ nhà theo trai đó, vượt gì, vượt dòng lễ giáo mà cuốn gói theo trai đó cô chú anh chị. Nó thì nó là như vậy đó. Thì mà bà nói rằng á, bà nói là anh Năm á là biết anh Năm là cố là một cái người nghệ sĩ lớn, cho tất cả những người trong gia đình một cơ hội. Nó thì bà không biết, bà nói cho bà cơ hội là có nghĩa là cho chia chác cho bà một miếng hay như thế nào đó thì em không biết nha. Nhưng mà thật chất á là bà có những cái lời lẽ là bà muốn nói là cho Hồng Loan cơ hội, rồi hãy thôi đi, hãy coi như là hãy dừng lại, hãy hòa giải cho Hồng Loan cơ hội để Hồng Loan quay đầu. Thì chưa biết được cái sự việc ai quay đầu, ai thắng ai thua đâu, mà bà lại nói gì cô chú anh chị. Bà này bà ganh tị, bà có những cái lời lẽ mà xúc phạm ghê lắm. Bà nói bà nhỏ nhặt, bà chi ly, bà tìm những cái nhỏ nhặt nhất. Người ta đó là người lớn, người ta nhắm vào những cái chuyện đại sự, những cái việc lớn, chứ không ai mà nhắm vào những cái việc nhỏ nhặt. Giống như cái giường mà bà cũng nói, cái giường mà bà cũng nói cô chú anh chị, Hồng Loan nằm lên đó mà bà cũng nói, bà cho rằng cái giường đó là của anh Năm, hình ảnh của anh Năm tại sao treo trong phòng ngủ của vợ chồng Hồng Loan, rồi hai đứa lên đó nó ư trên đó thế này thế kia. Ủa bộ bà bộ ngày nào bà cũng chui xuống gầm giường bà nằm bà coi bà rình hay sao mà bà biết bà nói như vậy. Thật sự mà em, thật sự em không thể nào tin được cái bà này á, bà là bà chuyên gia là gọi là tìm những cái nhỏ nhặt nhất để bà nói cô chú anh chị. Một thông tin vui á là Hồng Loan đã hôm trước á, gọi là có quay một cái sụt là đi quảng cáo gì đó mà em cũng chưa biết, chưa thấy hình ảnh nha cả nhà. Nhưng mà phải nói là rất là đẹp luôn, bởi vì con nhà nội mà cả nhà, con nhà tông mà không giống lông thì cũng giống cánh đúng không. Khi mà Hồng Loan mà thực sự mà muốn bước chân vào cái con đường nghệ thuật hát hò quảng như thế nào đó thì chỉ có bên đó, thì em tạm gọi là phía bên ông Bảy Cương Thi, em gọi là ông Bảy Cương Thi cả nhà. Chỉ có bây giờ chuyển qua là đi diễn Cương Thi, đi đóng phim Cương Thi thôi, chứ không có còn mà gọi là đi hát hầu quảng nữa cô chú anh chị. Bên đó thì em đã nói nhiều, rất là nhiều lần rồi. Bên đó thì ba chỉ có bán vé Cương Thi thôi, mà trước khi mà diễn á thì phải ghi rõ ràng là diễn cái vở gì hay tuần gì đó thì làm sao cho nó coi được xíu. Chứ mà bán cái vé mà vé đi coi ca nhạc mà vô tội coi Cương Thi nhảy cà tưng thôi thì thua hai cô chú anh chị, thì thua đó. Thì chúng ta phải chờ đợi ha, ngày mai Hồng Loan và cũng như là Hồng Ni cũng như luật sư Tiết Ngọc sẽ cho cô chú anh chị và các bạn mình biết được cái kết quả ra sao tại Hà Nội ha cả nhà. Hy vọng là bé ve sẽ có mặt ha, chứ đừng trốn tránh nữa. Mình lớn hết rồi, mình phải đối mặt với sự thật đi. Mình làm sai mình nhận, pháp luật còn khoan hồng, chứ không thôi thì thua nha. Mình cứ trốn chạy hoài thì cuối cùng nó cũng đâu vào đó thôi. Pháp luật thì nó có pháp luật xử ha cô chú anh chị ha. Thôi thì em xin phép cô chú anh chị mình, cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi, yêu thương ủng hộ mấy kênh YouTube của anh em. Cảm ơn cả nhà mình, đó là cập nhật thông tin cho cô chú anh chị và các bạn mình về kênh Giang Mai này. Em thấy ảnh nói về luật sư Tiết Ngọc em bức xúc quá, nên em lên đây em chia sẻ đến cả nhà mình, và cũng như là có một vài lời gửi đến anh Giang Mai. Anh rảnh anh đi chữa bệnh đi, chứ ở đâu mà anh ngồi ở nhà anh nói hoài em cũng bức xúc quá. Từ trước giờ em thì em cũng ít khi nói tới anh, nhưng mà bây giờ anh tự nhiên anh chửi tới luật sư Tiết Ngọc, mà anh nói luật sư Tiết Ngọc là gì dốt mà còn nói gì đó, anh chửi luật sư Tiết Ngọc dốt thế này thế kia. Em bức xúc nha, luật sư Tiết Ngọc thần tượng của em nha cô chú anh chị nó, nhưng mà nói kiểu đó là em không chấp nhận được nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo ạ. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào cô chú anh chị ạ.